Nãy anh đi phỏng vấn sao rồi? Có được nhận không vậy? Nó không thích hợp với anh. Anh nghĩ là ở nơi này không có cơ hội để anh phát triển đâu. Anh phải lên Sài Gòn một thời gian. Anh lên Sài Gòn á hả? Vậy còn em thì sao? Anh cũng có dự tính sẵn rồi, là mọi công việc ở Sài Gòn ổn định rồi á thì anh sẽ về. Xong rồi xin phép ba mẹ em cho em lên Sài Gòn với anh nha. Em sẽ đợi. Anh cố gắng nha. Anh sẽ về sớm thôi mà. Hai đứa tiễn anh tới đây được rồi. Hai đứa về đi. Có bạn anh đang đợi anh ở ngoài. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng có làm gì bậy bạ. Em buồn lắm. Ngốc quá. Anh biết rồi. Nhi. Dạ. Em ở nhà chăm sóc cho Nhung giùm anh nha. Dạ em biết rồi. Anh cũng đi mình giỏi nha anh. Em cũng ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Ngoan nha. Thôi anh đi nha. Hẹn Nhi uống cà phê mà Nhung buồn quá vậy? Nhung nhớ anh Nhã quá à. Ổng đi có mấy ngày mà nhớ cái gì? Nhi nghĩ sao vậy? Ổng đi được 2 ngày rồi đó. Thì biết là vậy rồi. Nhưng mà hẹn Nhi uống cà phê mà không nói chuyện với Nhi, biết Nhi buồn không? Biết rồi. Xin lỗi. Không có buồn nữa nha. Thôi uống nước đi. Alo. Em hả? Em nghe nè. Em khỏe không? Em khỏe, anh khỏe không? Anh khỏe em à. Em đang làm gì đó? Em đang ở nhà nè, hôm nay anh có đi làm không? Hôm nay anh được nghỉ này. Dạ. Anh nhớ em quá. Em cũng nhớ anh nữa. Chừng nào anh mới về với em vậy? Công việc của anh đang ổn định dần. Anh về đón em sớm thôi đó. Thiệt không anh? Em lo chuẩn bị đi. Dạ. Thôi em giữ gìn sức khỏe nha. Dạ anh cũng giữ gìn sức khỏe nha. Anh biết rồi, nhớ em. Nhớ anh lắm. Anh cúp máy nha, bye bye em. Dạ. Giá như anh ở đây bên cạnh em phút giây này, anh sẽ thấy mắt xinh em cười, lệ hạnh phúc rớt trên bờ môi. Bỗng nghe trong lòng em như chìm trong nỗi hiu quạnh, rồi em muốn có anh xuân hiện để ôm ngay dáng anh người ơi, cho em ôm hết anh để thỏa nhớ mong, ôm lấy hết nhớ thương của anh vào lòng. Khi tình yêu của anh dành trọn đến em thật hạnh phúc, cho em nghe tiếng anh sau mắt anh ngời lên hy vọng. Em nguyện yêu mãi anh, dành trọn đến anh chỉ mình anh thôi. Anh Nhã. Anh Nhã. Anh Nhã. Giá như anh ở đây bên cạnh em phút giây này,
sẽ thấy mắt xinh em cười là hạnh phúc rất trên bờ môi. Bỗng nghe trong lòng em như chìm trong nỗi hiu quạnh, rồi em muốn có anh xuất hiện để ôm ngay dáng anh người ơi, cho em ôm hết anh để thoáng nhớ mong, ôm lấy hết nhớ thương của anh vào lòng. Khi tình yêu của anh dành trọn đến em thật hạnh phúc. Cho em nghe tiếng anh thì thầm ấm em, nhìn thật sâu mắt anh ngời lên hy vọng. Em nguyện yêu mãi anh dành trọn đến anh chỉ mình anh thôi. Cho em ôm hết anh lấy hết nhớ thương của anh vào lòng. Khi tình yêu của anh dành trọn đến em thật hạnh phúc. Cho em nghe tiếng anh thì thầm ấm em, nhìn thật sâu mắt anh ngời lên hy vọng. Em nguyện yêu mãi anh dành trọn đến anh chỉ mình anh thôi. Em nguyện yêu mãi anh dành trọn đến chị mình anh thôi. Nhung ơi, nhớ cháu nè. Nhung ăn thêm miếng nữa đi. Thôi không ăn đâu. Thôi vậy Nam nghỉ nha. Sao vậy? Bắt máy đi. Sao vậy? Sếp ơi, em Nhã đây. Anh ơi, ở dưới quê em có việc quan trọng rồi, bây giờ sếp có thể sắp xếp thời gian cho em nghỉ khoảng 2 ngày được không sếp? Em chạy về với em giải quyết xong công việc của em rồi em lại lên em làm lại nha. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. À. Dạ.
kìm nén những cảm xúc yêu thương thầm kín, để từng đêm nhìn em vì ai mà khóc. Em khóc nhưng anh không thể được che chở cho em mỗi ngày. Tim anh rất đau em có hay. Hạnh phúc chỉ biết đến khi em khẽ cười, mà giờ em lệ rơi vì ai rời bỏ em. Anh vẫn quan tâm từng ngày và mơ đến yêu thương của người, mong người quay nhìn lại ở phía sau. Người sẽ thấy anh đứng chờ ở đằng sau, vòng tay ấm anh vẫn chờ được ôm em. Em dẫu biết những tình xưa cho em nhiều cay đắng, em xa tình mình ngày mai chỉ là niềm đau. Ủa như vậy hả? Đừng lỡ chưa? Lỡ gì rồi? Đi ngủ đây đi, đêm luôn hả? Em qua Nhung bị sốt có gì lo, nên nhớ lại đi với Nhung. Khờ quá à, Nhung đâu sao đâu. Thôi Nhi nấu gì cho Nhung ăn nha. Nhi, Nhi đừng đi. Phương. Ủa anh Nhã, sao anh đi làm mà đã về rồi? 2-3 ngày nay anh gọi cho chị em hoài mà không được, lo lắm em mới chạy về đây nè. Mấy hôm nay chị em bị bệnh á. Rồi chị em đâu? Chị em ở trên phòng với chị Nhi á. Vậy thôi để anh lên phòng cái. Dạ rồi, dạ rồi. Cay đắng em xa tình.